Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 397 của bộ truyện tiên nghịch. Tập này được mang tên là Quay ngược lại. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước vì thì, thì Vương Lâm sau một thời gian hắn kêu bằng ẩn cư ở tu luyện ở Đông Lâm Trì thì hắn đột phá hắn nắm bắt được thêm hai cái bản nguyên mới là thái sơ với mặt diệt à, sau đó thì hắn tu vi tăng tiến lên không kiếp trung kỳ lúc này hắn mới quyết định đến đến cái gì không tung niết không tung kiếp gì đó tự nhiên quên mất rồi lên đây thì hắn vương lâm hắn một mạch từ tầng thứ tư hắn đi lên đến tầng thứ mười luôn Đoạn cuối vừa rồi thì hắn thành công đột phá qua cái tầng thứ 10. À, hắn chính thức trở thành một trong những dược thiên tung. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. thì khi mà Vương Lâm vừa qua được tầng thứ 10 thì cái tầng thứ 10 này là qua vô số năm rồi không tỏa ra chút ánh sáng nào. Trong nháy mắt lúc này bộc phát ra ánh sáng như ngọc, kim quang khuếch tán ra giống như là làn sóng không ngừng tràn tới, thay thế tất cả màu sắc trong mắt tu sĩ ở nơi này. Trong kim quang đang tỏa ra này có một thân ảnh khổng lồ giống như là từ trong kim quang biến ảo ra. Thân ảnh này không phải là Vương Lâm mà là một người mặc kim bào tỏa ra uy nghiêm vô thượng, Thân ảnh này cực kỳ cao lớn, bất ngờ giống như là một người khổng lồ đứng ở trong thiên địa. Gã tự trong kim quang của tầng thứ 10 hiện ra, trong nháy mắt liền trở nên ngưng thật. Trong nháy mắt thân ảnh đó đã hoàn toàn hiện rõ, hình dáng của gã anh Tuấn đồng thời ẩn chứa một vẻ tang thương và lực lượng khiến cho tất cả tiên nhân phải cúng bái. Thân ảnh này mặc kim bào, thậm chí trên đỉnh đầu của người này còn đổi một vương miệng, khiến người này thoạt nhìn trong ngạo nghễ trong thiên địa. Trong tích tắc khi thân ảnh này xuất hiện, hơn 800 thiên tôn phía dưới và cả bốn dược thiên tôn vừa tới đều chứng động tâm thần. Là phân thân của tiên tổ năm đó để lại thiên tôn niết này. Nghe nói phân ảnh này trường tồn cùng dạng cổ đã chia liệt với tiên tổ. Dùng tiên tổ của tử vong thì phân ảnh này vẫn dung hợp ở trong thiên tôn niết. Thần thứ mười là ranh giới giữa dược thiên tôn và thiên tôn. Tiên tộc ta nghe đồn mỗi khi có tu sĩ dược thiên tôn thì đều được tiên tổ ban thưởng. Không ngờ việc này là thiệt. Thiệt. Một qua tầng thứ 10, phân ảnh tiên tổ biến ảo ra, Vậy sau Dương Lâm này có thể vượt Long Môn, trở thành tu sĩ vượt thiên tôn, đã không còn cùng cấp độ với chúng ta nữa rồi. Có thể tận mắt nhìn thấy một người trở thành vượt thiên tôn, phân ảnh của tiên tổ ban thưởng, lần này đúng là tôi thiên tôn niết không dậy tay không rồi. Thân ảnh màu vàng kim khổng lồ xuất hiện ở trong thiên địa, cả đám tu sĩ ở phía dưới lúc này đều cực kỳ cung kính, đồng loạt hướng về phía thân ảnh này vái một cái. Không ai yêu cầu họ làm như vậy Mà đây là sự sung kính của tất cả tu sĩ tiên tộc ở nơi này tiên tộc, bái tiên tổ. Trong một cái vái này Giọng nói của tất cả tu sĩ nơi này hóa thành một Vang vọng trong thiên địa của thiên tôn niết này Ngay trong lúc tu sĩ phía dưới vái một cái Phía trước phân ảnh khổng lồ của tiên tổ Từ trong kim quang của từng cung điện thứ 10 Bất ngờ có một đạo cầu vòng bay ra thân ảnh trong đạo cụ vòng đó chính là Vương Lâm. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tất cả tu sĩ nơi này, giống như trở thành vĩnh hằng. Chỉ thấy trên bầu trời có hai thân ảnh màu vàng kim một lớn một nhỏ, cách nhau không tới trăm trượng đang nhìn nhau. Sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhợt, hắn sau khi xuất hiện liền lập tức thấy thân ảnh khổng lồ màu vàng kim trước mắt. Sau khi thấy rõ tướng mạo xung liền chấn động tâm thần, thân ảnh đó chính là tiên tổ mà hắn hai lần đã nhìn thấy. Đôi mắt màu vàng kia lộ ra uy nghiêm vô tận, ánh mắt này nháy mắt rơi lên người vương lâm giống như ẩn chứa một lực lượng kỳ dị không thể nào hình dung nổi đang nhìn về phía của hắn giống như xuyên thấu thân thể hắn khiến tất cả mọi bí ẩn của hắn đều bị phơi bày tâm thần vương lâm chấn động cũng có cảm giác giống như lõa thể trước ánh mắt này như tất cả bí ẩn trong tâm thần đều bị ánh mắt này nhìn thấu loại chuyện này vương lâm không đoán trước được thậm chí dù là sư tôn huyền la của hắn cũng chưa bao giờ ngờ được Vương Lâm lại ở trên đại lục của tiên tộc mà đạt được tới bước này. Do đó Vương Lâm không chút chuẩn bị, trong nháy mắt bị nhìn thấy, bí mật trong tâm thần bất ngờ bại lộ ra dưới ánh mắt này. Trong ánh mắt này, trong đầu Vương Lâm giống như bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ, rất nhanh lật dở ký ức của hắn, dù có giấu giếm thế nào cũng không có chút tác dụng. Từ lúc mới sinh ra, nhanh chóng tiến tới. Tu sĩ Dược Thiên Tung trên đại lục của tiên tộc hôm nay chỉ có 48 người, Đối với tiên tộc mà nói, Dược Thiên Tung cực kỳ quý giá, chỉ thấp hơn Đại Thiên Tung mà thôi, là một nguồn lực lượng đỉnh phung của tiên tộc. Tu sĩ như vậy dù tiên tổ cũng coi trọng. Năm đó sáng tạo ra Thiên Tung Niết này, liền lo lắng có ngoại tộc hoặc tu sĩ thiên ngoại thay đổi khí tức đi tới, ẩn trong tiên tộc, thậm chí đạt được danh hiệu Dược Thiên Tung. Chuyện như vậy tiên tổ làm sao có thể cho phép? Thiên Tung thì thôi, nhưng mà Dược Thiên Tung thì phải là tu sĩ của tiên cương đại lục, mà cần phải sinh ra và lớn lên tại nơi này, không có chút bánh khóe. Cho nên chuyện người xông qua tầng thứ 10 của thiên tôn Niết liền trở thành dược thiên tôn mới được truyền khắp tiên tộc này. Cũng được tất cả tu sĩ quyền uy của tiên tộc chứng kiến. Mỗi một tu sĩ trở thành dược thiên tôn đều trải qua chuyện này. 48 dược thiên tôn trên đại lục của tiên tộc đều như vậy. Cánh cửa này là vô cùng trọng yếu. Nếu bị phân ảnh của tiên tổ phán định là tu sĩ thiên ngoại hoặc tu sĩ cổ tộc thì lập tức sẽ bị truyền ra ngoài chớ nói là vương lâm dù là đại thiên tôn cũng chạy không thoát phần ảnh của tiên tổ sẽ không ra tay chỉ khi nào bị gã nhìn ra mánh khóe thì người ra tay sẽ là dược thiên tôn hoặc thậm chí là do đại thiên tôn chém giết trong ánh mắt của tiên tổ trí nhớ của vương lâm khi còn nhỏ trong nháy mắt bị mở ra đột nhiên thiên nghịch châu dung hợp trong tâm thần này lúc này lại xuất hiện trong thân thể của hắn chậm rãi chuyển động tỏa ra một luồng lực lượng êm ái bao phủ toàn thân vương lâm trong sự trầm mặc của Vương Lâm, Thiên Nghịch Châu giống như sáng tạo ra một phần ký ức cho phân ảnh của tiên tổ xem vậy. Chẳng ai biết là phân ảnh của tiên tổ nhìn thấy cái gì. Một lát sau, ánh mắt của gã nhìn lên người Vương Lâm từ từ trở nên nhu hòa. Hồi lâu sau, trong ánh mắt chăm chú của tất cả tu sĩ phía dưới, phân ảnh tiên tổ vung tay trái lên. Trong lúc vung lên, lập tức một tấm vải trắng bỗng nhiên biến ảo ra, phất phới trước người. Trên tấm vải này có 48 cái tên, Mỗi một cái tên đều tỏa ra ánh sáng chói mắt Uy áp tràn ra phủ xuống thiên địa Dược tôn bản Đây là dược tôn bản trong truyền thuyết sao Gheo đụng, Mỗi một tu sĩ dược thiên tôn Đều được tiên thủ viết tên trên dược tôn bản này Bản này không dễ gì gặp được đâu Chỉ có sau khi một dược thiên tôn sống qua tận thứ 10 mới có thể hủy hóa ra Dược tôn bản Hãy là ai mà được viết tên lên trên đó Đều được tiên thủ che chở Là người được vinh quang trí cao trong thiên tộc ta tu sĩ phía dưới trừ bốn dược thiên tôn ra những người khác đều hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng bọn họ đều là thiên tôn nhưng mặc dù là thiên tôn cũng không có tư cách được viết tên lên trên dược tôn bản này chỉ thấy tay phải của phương ảnh tiên tủ bỗng nhiên giơ lên giống như là trong tay xuất hiện một cây bút màu vàng kim vung lên trên tấm vải trắng bất ngờ viết lên một loại chữ viết của tiên tộc dược thiên tôn thứ 49 vương lâm trong nháy mắt khi viết xong chữ này, thân thể phương ảnh tiên tổ từ từ tiêu tán, lại một lần nữa hóa thành kim quang bao quanh thiên tung niết này. Cho tới khi thân ảnh tiên tổ hoàn toàn tán đi, tu sĩ phía dưới vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau mới đồng loạt hướng về bầu trời vái một vái nữa. Ừ, là bác bác dưỡng thiên tôn. tôn. Trong một vái này có cả Trúc Lâm Thiên tung có cả những người vừa rồi còn nghi ngờ Vương Lâm không thể xông qua tầng thứ 10 trong đám người này còn có một nữ tử tuyệt mỹ nàng ở phía dưới nhìn về hướng vương lâm đột nhiên cảm thấy khoảng cách của mình và đối phương lúc này giống như trời và đất rất xa loại cảm giác thình lình ập tới này khiến cho nàng mơ hồ cảm thấy buồn bã không nói nên lời vương lâm đứng giữa không trung nhắm mắt trầm mặc hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra trong nháy mắt vừa rồi hắn như vừa trải qua nguy cơ sinh tử hắn thực không ngờ nổi là thiên tung niết này lại ẩn chứa một cửa ải này Thiên Nghịch Châu lại một lần nữa tự động xuất hiện Thay ta giải nguyên Giật này bên trong có linh tính Nơi thứ cuộc là thứ gì, đến từ đâu Không ngờ lại có thể qua mắt được cả phương ảnh của tiên tổ Tầng thứ 10 này không ngờ lại có 99 tu chân tinh màu vàng Khảo hạnh thế mức này thảo nào lại rất ít người có thể vượt qua Dù là ta thì trong nháy mắt vận dụng thiên ngưu hùng hải sông Mới có thể xông qua được thần thứ 10 này trong khi vương lâm trầm tư phía dưới có ba người bay thẳng lên trời dừng lại xung quanh hắn ba người này chính là tuyết vũ đạo luân và mạnh sông dược thiên Tung, còn về phần tử dịch dược thiên Tung thì thần sắc bình tĩnh vẫn ở phía dưới sau khi nhìn vương lâm một cái liền không nói một lời chúc mừng Dương đạo hữu <laughs> từ nay về sau thiên tộc chúng ta lại có thêm một dược thiên tôn nữa rồi việc này không lâu nữa tất cả dược thiên tôn trong thiên tộc sẽ biết thôi dương đạo hữu một lần hành động khiến cho cả thiên hạ chấn kinh ngày sau nếu có thể gặp mặt tại bắc châu thì nhất định phải luận đạo say sưa một trận nha ở dung đạo hữu sau khi bước vào cấp độ vượt thiên tôn thì sau là sẽ được mấy vị đại thiên tôn mời chào tại hạ thuyết vũ đang ở dưới trướng rõ phong đại thiên tôn nghe giảng đạo nếu đạo hữu có thể tới đây thì đúng là chuyện đáng mừng không biết đạo hữu định đi tới nơi nào vậy ba người cùng cười hướng về phía vương lâm ôm quyền trên mặt vương lâm cũng hiện ra nụ cười ôm quyền đáp lại à, chuyện liên quan tới lựa chọn đại thiên tôn nào tại hạ còn chưa quyết định nữa mà hôm nay cũng chưa định rời đi như vậy đâu Vương Lâm vừa nói vừa ngẩn đầu nhìn thoáng qua tầng thứ 11 mơ hồ trong mây mù. Hắn ngẩn đầu lên liền khiến thần sắc ba người sững lại. Vương Đạo Hữu chẳng lẽ là muốn tiếp tục xong tới tầng 11 hả? À, đúng vậy. Vương Lâm mỉm cười gật đầu. Thần sắc ba người khác nhau liếc nhìn Vương Lâm một cái. Tuyết Vũ Dược Thiên Trung do dự một chút liền mở miệng, nói Ba người chúng ta cũng chưa xong qua tầng thứ 11. Dương Đạo Hữu nếu muốn thử một phen thì ta có chút kinh nghiệm Có lẽ đối với đạo hữu sẽ có ích đó. Ở thiên tùng niết này Ngoài tầng 10 ra thì mức độ khó khăn đã vượt xa chín tầng của tu sĩ thiên tôn rồi Mà một khi thất bại không phải như 10 tầng trước Lông tóc không tổn hao gì Mà có thể chịu thương thế nữa Tuy không nặng nhưng vẫn phải cẩn thận mà khác sau tầng thứ 10 này Trong thời gian ngắn tu hành rất khó có thể xông qua Đó cũng là vì sao mà tu sĩ Dược Thiên Tôn Lại rất ít tới nơi này Không nắm chắc tám phận, Dược Thiên Tôn chúng ta sẽ không dễ dàng xông lên theo ta được biết, trước mặt kể cả dương đạo hữu, trong số 49 dược thiên tông có 27 người dừng lại ở tầng thứ 11 không thể vượt qua. Trừ 27 người này ra, có 13 người đang dừng ở tầng thứ 12. Tử dịch đạo hữu phía dưới nghe đồn là đã xông qua tầng thứ 12. Trên thực tế là dừng lại ở tầng thứ 12. Dừng lại ở tầng thứ 13 có 7 người, trừ 47 dược thiên tôn này ra, có hai người mạnh nhất. Một người là Tài Di Tôn, hắn xông qua tầng thứ 14. Người còn lại chính là cường giả đứng đầu trong dược thiên tông, Minh Đạo Tôn, dừng lại ở tầng thứ 16 Từ tầng thứ 11 trở đi Muốn vượt lên mỗi một tầng là cực kỳ khó khăn Cũng không phải chỉ đơn giản đánh nát tu chân tinh Như 10 tầng trước đâu Mà phải giống như là 72 hung thú thiên ngoại Mà tiên tổ năm đó phong ấn tiến hành chiến đấu 72 hung thú thiên ngoại này có mạnh có yếu Dù tồn tại trong thiên tôn niết Chỉ là huyễn cảnh Thực lực cũng suy yếu không ít rồi Nhưng dù sao chúng cũng là sinh linh Có thể đánh với tiên tổ một trận nếu có thể đánh thắng toàn bộ 72 hung thú này, bước lên con đường tiên tổ năm xưa, khi xông qua tầng thứ 19 Hiển nhiên có được thực lực Khiến Đại Thiên Tôn cũng không dễ dàng ra tay Mà từ tầng thứ 11 trở đi Tồn tại cơ duyên rất lớn lao Nhưng mà loại cơ duyên này cũng không phải là ai cũng có được Dù cùng xông qua tầng thứ 11 Cũng không phải là sẽ đạt được Vì phần cụ thể thế nào Ta cũng không hoàn toàn rõ ràng Nhưng ta biết có người từng ở tầng thứ 11 này Lấy được một cái thức thần thông của tiên tổ Nhưng mà từ cổ chí kim Trong lịch sử tiên tộc chúng ta chỉ có một dược thiên tôn sau khi xông qua 19 tầng lỡ trong thái cổ thần cảnh trở thành đại thiên tôn ngoài hắn ra không có người nào có thể xông qua 19 tầng cả dù là mấy vị đại thiên tôn hôm nay cũng như vậy thậm chí đạo nhất đại thiên tôn tiên hoàng bắc cực đại thiên tôn năm xưa khi tu di chỉ là thiên tôn cũng chỉ là nhờ cơ duyên may mắn mở trong thái cổ thần cảnh trở thành đại thiên tôn còn một người có được truyền thừa huyết mạch của tiên tổ mà thành vương lâm trầm mặt trước mặt hiện lên cảnh tượng bên trong đông lâm tông lão già cô độc trong mộng ảo hậu nhân của Đông Lâm Đại Thiên Tôn. Đa tạ. Vương Lâm hít sâu một hơi, sau khi hướng về phía Tuyết Vũ Âm Quyền, liền ngẩng đầu, nhìn lên tầng thứ 11 trên bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán, không chút chần chờ, thân ảnh nhoáng lên trong mắt ba người Tuyết Vũ, trong tiếng kinh hô của tất cả tu sĩ Thiên Tôn ở phía dưới, trong ánh mắt lạnh lùng của Tử Dịch Dực Thiên Tôn lóe lên, thân ảnh Vương Lâm vọt tới tầng cung điện thứ 11. Tốc độ của hắn cực nhanh, bất ngờ đã tới bên ngoài cung điện tầng 11. Tầng thứ 11 trở đi là cái đích mà tất cả thiên tôn đều phải theo đuổi. Đi tới tầng này, dù là sông qua hay là không, đều tượng trưng cho lực lượng bản thân cực mạnh. Tầng thứ 11 so với 10 tầng đầu không giống nhau, ngoài việc nó khổng lồ hơn thì uy áp cũng mạnh mẽ hơn không ít. Thậm chí toàn thân của hát phong đen kịch lộ ra vẻ âm u. Xông qua tầng thứ 11, tổng cộng trong tiên tộc hôm nay chỉ có hai mươi mấy người. Một lần hành động, thiên hạ chứng kinh sau. Xung quanh tầng thứ 10 Trở thành dược thiên tung còn chưa đủ Hai mắt Vương Lâm lóe sáng Không chút do dự thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng Bước vào trong đại điện tầng 11 này Trong nháy mắt khi Vương Lâm bước vào trong tầng 11 Tất cả thiên tung phía dưới đều hít sâu một hơi thân sắc lộ ra vẻ kích động và kinh ngạc Loại biểu hiện này vốn không nên xuất hiện Trên người tu sĩ thiên tung Phải biết rằng bọn họ ở bên ngoài Đều là những người dặm chân một cái đã khiến thiên địa biến sắc. Nhưng giờ phút này lại bởi Vương Lâm khiến cho họ điên cuồng kích động và kinh hãi. Ta vốn tưởng rằng hắn xong qua tầng thứ 10 liền thu tay, không ngờ hắn còn xong lên tiếp kìa. H hắn, hắn cuộc muốn xong qua tầng thứ mấy không hắn có thể xong tới tầng mấy chứ. Điên rồi, Vương Lâm này nếu không phải có đủ tự tin thì là bởi vì vinh quang khi tiến vào vượt thiên tôn mà điên cuồng. Loại chuyện này liên tục xong lên thiên tôn niết này đúng là cực kỳ hiếm thấy mà. Ba người tuyết vũ giờ phút này cũng ngưng thần nhìn lại Bọn họ không xem trọng hành động của Vương Lâm Theo bọn họ phán đoán Vương Lâm phải tới chín phần sẽ là thất bại Dù sao thì ở tầng thứ 11 này Bọn họ đã từng xông qua nhưng thất bại Mà trong toàn bộ dược thiên tung Cũng có hơn phần nữa dừng lại ở nơi này Bọn họ không tin Một Vương Lâm vừa mới thành dược thiên tung Lại có năng lực này Thật ra muốn một lần xông qua cũng tốt Nhưng tầng 11 này không phải dễ dàng vượt qua như vậy đâu Năm đó ta đã từng sau khi vượt qua tầng 10 liền tiến tới tầng 11 này Nhưng thất bại Nhiều năm sau mới có thể thành công Trong hơn 40 dược thiên tôn Chỉ có tại Di Tôn và Minh Đạo Tôn Là hai người xông qua tầng 10 xong Liền dừng lại ở tầng thứ 12 Một người dừng lại ở tầng thứ 13 Hai người này sở dĩ ngày nay có tiếng tâm như vậy Cũng là bởi họ là dược thiên tôn cực mạnh Người này không có khả năng đó đâu Trữ dịch dược thiên tôn trong hình dáng như đồng tử thấp bé, thường sắc như thường, nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh, Giờ phút này không chỉ có tu sĩ thiên tung ở nơi đây chú ý Mà đại thiên tung ngoại giới Thậm chí rất nhiều dược thiên tung cũng thông qua nhiều phương thức mà biết được Trên đại lục của thiên tục xuất hiện dược thiên tung thứ 49 Dược thiên tung vừa xuất hiện này không lập tức rời đi Mà lại một lần nữa xông quan Đạo nhất tung, đạo nhất đại thiên tung giống như quên hết mọi chuyện Ngưng thần nhìn hình ảnh trên mặt nước Giờ phút này thần sắc của gã như thường Nhưng hai mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ dị Người này phải mời về dưới trướng ở dưới dùng sông băng tại Bắc Châu, võ phong Đại Thiên Tôn cũng đang nhìn chầm chầm vào sông băng, hai mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Về phần tử Dương Tung, nam tử trung niên thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thê lương kia, giữa phút này cực kỳ kích động, gã nhìn mặt gương phía trước thì thào tự nhủ. Bạn nếu có thể trở thành người dưới trướng sông tử Đại Thiên tung thì nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Đại Thiên Tôn rồi. Trung Châu, Đế Sơn, cửu đế Đại Thiên Tôn ủy oải ngồi đó đón ánh mặt trời, giống như một người già không muốn di động thân thể đang nằm phơi nắng. Khi Vương Lâm xông qua tầng thứ 10, lão mới hơi mở mắt nhìn liếc qua một cái. Lại qua, cho dù qua tầng thứ 10 cũng chỉ là một con kiến hơi lớn mà thôi, không thể so với tài Di tôn, cũng càng không so được với Minh Đạo Tôn. Hơi, Minh Đạo Tôn không biết năm đó được tiên hoàng cho lợi ích gì. Lão già than nhẹ, giống như đối với chuyện không mời được Minh Đạo Tôn năm xưa rất tiếc nuối. Trong hoàn thành Trung Châu, trong cung điện không người kia lại truyền ra giọng nói thì thào. Minh Đạo, người thấy thế nào? Giọng nói này vang vọng trong cung điện đột nhiên xuất hiện gợn sống. Từ trong sóng gợn có một người đi ra. Đây là một thanh niên mặc HI y trong cực kỳ anh tuấn, vẻ lạnh lùng bao phủ toàn thân. Gã đưa mắt nhìn khắp cung điện Lại nhìn về phía tấm màn hư ảo Đang hiện lên hình ảnh trong thiên tôn niết giữa không trung Giết hắn Chỉ cần một nhịp thở khắp nơi bởi nguyên nhân Vương Lâm trở thành dược thiên tung, xông lên tầng thứ 11 mà chấn động tạm thời không nhắc tới. Giờ phút này Vương Lâm bước vào tầng thứ 11, trước mắt liền cảm thấy mơ hồ, sau đó lại xuất hiện bên trong tinh không. Nhưng mà tinh không này lại không có tu chân tinh nào mà bị một vùng sương mù bao phủ. Sương mù này rất nồng đậm, giống như không thể tản ra, tràn khắp bốn phía. Thế nào là đâu? Một giọng nói uy nghiêm đột nhiên xuất hiện trong tinh không, tạo nên vô số hồi âm, Tâm thượng vương lâm chấn động Đôi tay không ngừng nghe thấy tiếng vang Thế nào là đạo Giọng nói kia càng kịch liệt Giống như là gầm thét Chấn động thân thể vương lâm Thậm chí ngay cả linh hồn Cũng giống như sắp tan rã dưới giọng nói này sắc mặt vương lâm hơi tái nhợt Nhưng hai mắt lại lấp lánh Lý giải của hắn đối với đạo Đã hóa thành ba đại hư bổn nguyên Chỉ cần nói về minh ngộ với đạo Đã vượt qua rất nhiều người trên thiên cương đại lục Thậm chí một ít thiên tung, dược thiên tung đối với lý giải về đạo cũng không thể so với Vương Lâm. Sự minh ngộ đối với đạo này trừ bản thân thì người ngoài không thể nào nhận ra, cũng giống như sự thăng hoa trong tư tưởng. Sinh tử là dây rối đó là đạo. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Trong nháy mắt khi hắn mở miệng, minh ngộ của hắn trong gần 3.000 năm đối với sinh tử liền hóa thành sinh tử bổn nguyên bao phủ toàn thân hắn. Giọng nói kia chợt biến mất, cùng lúc đó sương mù quay cuồng, bất ngờ ngưng tụ lại hình thành một sợi dây vừng quanh bốn phía Khuất tán ra bốn phương lộ ra tinh không như ngọc cũng lộ ra một thương ảnh mặt kim bào đầu đổi vương miệng trong tinh không phía trước thương ảnh này là một con bộ cạp khổng lồ con bộ cạp này ước chừng lớn tới vạn trượng lộ ra vẻ âm hàn đồng thời truyền ra những tiếng rít gào chối tay vương lâm chỉ thấy hoa mắt một cái tới sau khi nhìn thấy rõ thì hắn giống như là thay thế thương ảnh màu vàng kia Đánh một trận với con bộ cạp này lục ma hạt Vương Lâm không chút do dự trong tích tắc này mà khùng khải vào. Thời gian chậm rãi trôi qua so với thời gian tính bằng nhịp thở khi xông qua mấy trận trước hoàn toàn bất động. Sau khi Vương Lâm tiến vào tầng thứ 11 lúc này đã qua nửa nén hương, ánh mắt mọi người nhìn về phía tầng cung điện bị che giấu trên bầu trời, lặng lặng chờ đợi. Xông lên tầng thứ 11 này cũng tốt, sau khi hắn thất bại sẽ hiểu được thiên tôn nhất này không phải là nơi có thể điên cuồng sông tới, Tuyết Vũ Dược Thiên Tôn nhìn lên Trong lòng thầm nghĩ Gã cho tới giờ vẫn không cho rằng Vương Lâm có thể thành công Hắn tưởng rằng hắn là tại Di Tôn hay Minh Đạo Tôn sao Tầng thứ 11 này ta khốn khổ vô cùng Mới miễn cưỡng vượt qua được Cần hỏi thế nào là đạo kia Cần suy nghĩ hồi lâu không nói đi Đối mặt với 7 lần giao chiến liên tục cùng sinh linh thiên ngoại Lại cực kỳ gian khổ nữa Hắn không có khả năng xông qua trong lần này được đâu Tiểu dịch dược thiên tung Hình dáng đồng tử cũng nhìn lên Ánh mắt âm thầm lóe sáng trong lòng đang cười lạnh thì đột nhiên thân thể chấn động ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi một luồng kim quang từ trong tầng thứ 11 bị mây mù bao phủ bất ngờ bộc phát ra chuyện này không có khả năng tử dịch dược thiên tôn mở to hai mắt tại thiên tôn niết trong kim quang tầng thứ 11 đang khuếch tán ra thân ảnh vương lâm từ trong đó bước ra sắc mặt hắn tái nhợt sau khi xuất hiện lập tức khoanh chân ngồi trong kim quang trong đầu hiện ra cảnh tượng trong tầng thứ 11 Lục Ma Hạt là sinh linh đầu tiên xuất hiện, sau đó còn 8 sinh linh thiên ngoại nữa. Hầu như không ngừng nghỉ chút nào. Nếu không phải Vương Lâm mặc hùng khải toàn lực ứng phó, thì sợ là rất khó có thể vượt qua được tầng thứ 11 này. Nhất là sinh linh cuối cùng lại là một con voi lớn vô cùng, to như là một tu chân tinh. Lực lượng của con voi này mạnh mẽ vô cùng. Vương Lâm có thể cảm nhận được chính sinh linh này xuất hiện rất hư ảo, thực lực sợ rằng không bằng được bản thể, nhưng lại vẫn cực kỳ cường đại hầu như mỗi một sinh linh đều đạt tới thiên tôn đỉnh phung, thậm chí bốn sinh linh cuối cùng còn đủ để đánh với dược thiên tôn tầm thường một trận vương lâm không lãng phí thời gian thời gian hắn mặt hùng khải có hạn sau khi giao chiến xong liền lập tức cởi bỏ tranh thủ thời gian sử dụng lớn nhất trong nháy mắt khi đại điện tầng thứ 11 này tỏa ra kim quang trong não hải của vương lâm đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm nhưng giọng nói này người khác không nghe được chỉ có mình hắn là nghe thấy Ta là liên dân quyết Lưu lại cảm ngụ tại thiên tôn niết này Còn có cả thần thông bắt cực đạo một đường ta hóa thành Hậu nhân nếu ai có cơ duyên Thì ở thiên tôn niết xong qua khảo nghiệm của ta Có thể được ban cho cực hỏa đạo Thường này không thuộc gì thần thông Không thuộc gì bốn nguyên Cũng không phải là pháp thuật Cũng không phải bản thân ta nghĩ ra Mà được truyền thừa từ thái cổ thần cảnh Giọng nói này vang vọng trong đầu vương lâm Lại có một hình ảnh mà hắn đã từng nhìn thấy trong hình ảnh này có một bàn tay không ẩn chứa chút lực lượng hỏa diễm nào. Nâng lên hướng lên không trung nhấn một cái. Bất ngờ có một làn khối màu xanh bao phủ ngón tay. Cuốn thành chín vùng liền huyễn hóa ra chín vùng khối màu xanh. lan ra một luồng khí thức cực kỳ kinh khủng. Vườn làm khoanh chân ngồi trong kim quang, nhắm mắt theo dõi hình ảnh trong đồ. Theo tiếng nói vang vọng kia, hơn nữa thuộc này năm đó hắn đã từng nhìn thấy một lần, cũng có chút cảm ngộ. Thậm chí còn có thể mượn lực lượng của phân thân trong hư vô để thi triển một chút. Nhưng lúc này hắn không cần mượn lực lượng của phân thân, vừa nhắm mắt đã tọa, theo tiềm thức liền vung tay phải lên. Một luồng khối màu xanh bất ngờ xuất hiện lượn quanh bốn phía một ngón tay của hắn. Cảnh tượng này khiến cho đám tu sĩ phía dưới trợn mắt há mồm. Hắn thật sự xông qua tầng 11 rồi. Trong số dược thiên tôn, người xông qua được tầng 11 không nhiều. Hắn tự tầng thứ 5, trong thời gian ngắn ngủ trực tiếp xông qua tầng thứ 11. Ta đã, đã không thể đoán ra được cực hạn của hắn rồi. Vương Lâm sau khi xông qua tầng thứ 11 này đã hoàn toàn thoát ly khỏi tu sĩ Thiên Tung. Thậm chí tu sĩ Thiên Tung phía dưới cũng không nhận ra làn khối xanh trên ngón tay Vương Lâm lúc này. Nhưng ba người tuyết vũ lại nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Thường sắc bọn họ phước tạp nhìn Vương Lâm trong khoảnh khắc ngẩn ra đó. Lần đầu tiên đã xông qua tầng 11 làn khối xanh trên tay hắn ta đã từng thấy trên người tại Di Tôn. Đây rõ ràng là cực hỏa đạo trong bát cực đạo của tiên tổ. Ta dự đội còn cho rằng hắn giống ta Không ngờ hắn lại có thực lực xông qua tầng thứ 11 Trong dược thiên tôn mỗi một tầng trên là cực lớn Ba người trầm mặt trong lòng thầm than Nhưng mà so với ba người Thì tử dịch dược thiên tôn lúc này thân sắc biến hóa bất định Gã nhìn vương lâm trong kim quang Ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn Tầng thứ 11 đáng chết mà Tầng thứ 11 này năm đó ta rất lâu mới vượt qua được Hắn không ngờ chỉ một lần đã vượt qua được rồi Hơn nữa hắn lại còn đạt được thần thông của tiên tổ mà ta sau khi vượt qua thì chẳng có gì Tầng thứ 11 nhất định là cực hạn của hắn rồi Hắn tuyệt đối không thể vượt qua tầng thứ 12 Dù số năm qua trong số dược thiên tung Ngay cả tại di tung năm xưa Khi mới trở thành dược thiên tung Cũng không phải dừng lại ở tầng thứ 12 Chỉ có minh đạo tung mới có thể vượt qua được thôi Người này tuyệt đối không thể Đôi mắt tử dịch dược thiên tung Nhìn chầm chầm vào vương lâm Đang ngồi khoanh chân trong kim quang Trong lòng tràn ngập ghen ghét Hồi lâu vương lâm mở hai mắt hắn nhìn một vùng khối xanh trên ngón tay mình hai mắt lóe lên hàng quang khối xanh tiêu tán vương lâm đứng dậy không nhìn phía dưới mà trong sự chấn động tâm thần của tất cả tu sĩ và tử dịch dược thiên tôn nọ ngẩng đầu nhìn về phía tầng đại điện thứ 12 trên cao tuyết vũ dược thiên tôn từng nói là từ tầng 11 trở lên mỗi một tầng đều có cơ duyên quả nhiên là như vậy mà bác cực đạo này chúng ta cho rằng do thiên tổ nghĩ ra không ngờ lại là hắn được truyền thừa từ thái cổ thượng cảnh Thái cổ thần cảnh này rốt cuộc là nơi nào? Theo dấu hiệu của tiên nghịch châu thì giống như là tới từ nơi này. Tu di của đại thiên tôn cũng đạt được từ đó. Thậm chí thần thông của tiên tổ cũng được truyền thừa từ thái cổ thần cảnh. Nơi đó rốt cuộc là không gian thế nào vậy? Vương Lâm trầm ngâm hai mắt bừng sáng. Thiên tôn niết này không chỉ đạt được thanh danh hiển hết mà còn có cả cơ duyên do tiên tổ lưu lại. Liên dân quyết sau, tên của tiên tổ này quả là như vậy. Vương Lâm hít một hơi sâu, thân thể nhoáng lên một cái, trong tiếng kinh hô truyền tới từ phía dưới, bay thẳng lên tầng thứ 13. Hắn mơ hồ nghe được một tiếng kinh hô phía dưới, mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn, còn có cả sự chờ mong rất sâu, nhưng giờ phút này hắn không để ý tới những điều đó, đó là mục đích ban đầu của hắn khi tới Thiên Tôn Niết này. Hắn muốn một lần hành động thiên hạ chứng kinh. Hắn cảm thấy chỉ xông qua tầng thứ 11 cũng chưa đạt được điều này, hắn lúc này không muốn đứng thấp hơn Minh Đậu Tôn năm xưa, Dừng lại ở tầng thứ 11, dù là bản thân bằng đối phương thì cũng không thể tính là khiến thiên hạ chứng kinh gì. Hắn cảm thấy cường giả mạnh nhất trong dược thiên tung, minh đạo tôn này có lẽ mới có thể miễn cưỡng coi là khiến thiên hạ chứng kinh. Càng huống chi tầng thứ 11 thiên tôn niết này đã tồn tại cơ duyên như vậy. Đối với bác cực đạo mà tiên tổ được truyền thừa từ thái cổ thần cảnh, vương lâm cực kỳ có hứng thú. Điên đội, điên thiệt rồi, à. hắn quả nhiên xong lên tầng thứ 12 kìa. Tận thứ 12, ta không biết được thiên trung đã có bao nhiêu người xông qua được, nhưng mà nhân vật như vậy tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Hắn nhất định có thể thành công, lúc này ta tuyệt đối không cho rằng hắn sẽ thất bại đâu. Hành động của Vương Lâm khiến cho ba người thuyết vũ ngơ ngác nhìn thân ảnh hắn biến mất trong mây mụ trên bầu trời. Một lúc lâu sau, sự ngây ngẩn này của họ biến thành sự phức tạp và kính nể. thế nhân từng nói, gà dịch sao biết được chí hướng của Phượng Hoàng. Xem ra ngày hôm nay ta đã minh bạch rồi, chỉ hướng của hắn chúng ta chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn lại thôi Tuyết Vũ nè, ngươi có nghĩ là hắn có thể xông qua tầng thứ 12 hay không vậy? Có thể, ta và hắn tuy mới gặp lần đầu Nhưng mà người này hiển nhiên không đi làm chuyện mà hắn không nắm chắc đâu Hắn đã có càng đảm bước vào tầng thứ 12 thì nhất định có lòng tin mà Khả năng này không lớn, phải biết rằng chỉ có Minh Đạo Tôn năm đó Sau khi lần đầu trở thành vượt thiên tôn mới có thể xông qua tầng thứ 12 này hắn nếu xông qua được thì chẳng phải cũng gây nên chấn động như minh đạo tôn năm đó hay sao năm đó minh đạo tôn lần đầu trở thành vượt thiên tôn xông lên trận thứ 12 khiến cho đại thiên tôn tự mình tới quan sát thậm chí hầu như toàn bộ vượt thiên tôn cũng tới đây lúc đó mấy vị đại thiên tôn đều mời chào minh đạo tôn cùng cho hắn những điều kiện mê người cuối cùng hắn lựa chọn tiên hoàng ngay lúc ba người tuyết vũ nói chuyện thì trong truyền thống trận phía xa xa bất ngờ tỏa ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt trong ánh sáng này, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh gào thét lao ra. Đám thân ảnh khiến cho đám tu sĩ thiên tôn phía dưới thân sắc lập tức trở nên cung kính. Nhưng mà không bất ngờ vì sao mà những người này mà ngày thường vô cùng khó gặp lại đồng thời xuất hiện ở nơi này. Thiên diêm dược thiên tôn! Trọng phạm dược thiên tôn! Ở tối mộng dược thiên tôn! Đó là hàng đang dược thiên tôn! Đám tu sĩ thiên tôn phía dưới lập tức nhận ra những tu sĩ dược thiên tôn mà họ đã từng gặp không gian hoàn toàn trở nên yên tĩnh chỉ thấy gần 30 dược thiên tôn bất ngờ từ các nơi trong đại điện của tiên tục dùng thân thức vọt tận chín tầng trời xuất hiện trong thiên tôn niết này bọn họ sau khi xuất hiện lập tức ngẩng đồ, thân sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn tới thiên tôn niết xuất hiện nhiều thiên tôn và dược thiên tôn như vậy là một chuyện cực kỳ hiếm thấy vô số năm qua chỉ có năm đó khi minh đạo tôn trở thành dược thiên tôn mới được như vậy mặc dù là tài vi tôn năm xưa cũng không thể gây chấn động tới mức này. Sau một vài nhịp thở nữa, từ truyền thống trận phía xa xa lại lan ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này càng lúc càng đậm, trong chốc lát liền có một thân ảnh cao lớn đi ra. Thân ảnh này vừa xuất hiện liền khiến cả thiên tôn niết này im bặt. Dù là thiên tôn hay là dược thiên tôn trong nháy mắt này cũng đều hướng về thân ảnh cao lớn này vái một cái. Thật kiến cổ phong đại thiên tôn, thân ảnh cao lớn này bất ngờ chính là võ phùng đại thiên tung trong năm đại thiên tung gã sau khi xuất hiện thân sắc bình tĩnh bước tới đứng trên không trung không để ý tới mọi người đang bái kiến mà nhìn về phía tận cung điện thứ 12 trên bầu trời nhìn thấy vương lâm đang trầm ngâm bên ngoài vương lâm dù ngươi có xông qua được tận thứ 12 này hay không nếu ngươi đi theo ta thì ta sẽ cho ngươi một điều kiện tùy ý cho ngươi lựa chọn Giọng nói của võ phong đại thiên tung không lớn Nhưng lại vang vọng khắp không gian thiên tung niết này Cũng xuyên tới cả tầng thứ 12 Truyền vào trong tâm thần Vương Lâm Vương Lâm ở bên ngoài tầng thứ 12 Thân thể sững lại Ôm quyền hướng về phía dưới Tạ ơn đại thiên tung Nhưng lúc này dương mẫu cần toàn lực xông lên thiên tung niết Chuyện này xin bàn sau có được không vậy Được Võ phong đại thiên tung không để ý chút nào Nhìn Vương Lâm càng nhìn càng cảm thấy Phải mời chào cho bằng được Cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ đang chứng kiến thần sắc biến hóa, trong lòng tồn tại những ý nghĩ kỳ dị. Mà cảnh tượng này đối với các dược thiên tung cảm thấy Vương Lâm có được sự coi trọng như Minh Đạo tung năm xưa. Vương Lâm, còn nhớ rõ ước định của chúng ta năm xưa hay không? Đúng lúc này thì một giọng nói khiến cho võ phong đại thiên tôn nhíu mày đột nhiên vang lên từ trong truyền tống trận cổ xưa kia. Chỉ thấy trong truyền tống trận lóe lên ánh sáng, đạo nhất đại thiên tung chậm rãi đi ra, Đạo nhất đại thiên tung mặc một bộ đạo bào đơn giản, mỉm cười đi ra. Nhìn về phía Vương Lâm đang ở bên ngoài đại điện tầng thứ 12 trên bầu trời. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, cũng nhìn về phía đạo nhất đại thiên tung, hơi trầm ngâm, liền âm quyền chậm rãi nói. Vẫn nhớ, nếu dương mộ có thể xông qua tầng thứ 9, thì đạo nhất đại thiên tung có thể tới đây mời chào ta. Việc này không dội, Dương Lâm tiểu hữu cứ xông lên tầng thứ 12 rồi hãy nói tiếp đạo nhất đại thiên tung mỉm cười nhìn về phía võ phong đại thiên tung ở cách đó không xa ánh mắt hai người đối kháng khiến không gian như ngưng động lại cảnh tượng này rơi vào trong mắt tu sĩ bốn phía nhất là đám tu sĩ thiên tung khiến thần sắc bọn họ trở nên cổ quái năm đó trừ minh đạo tung ra đây là lần thứ hai bọn họ thấy đại thiên tung vì một người mà tranh đoạt đạo nhất người này ta xem trọng rồi ngươi không nên tranh đoạt với ta ánh mắt võ phong đại thiên tung lóe lên hàng quang chậm rãi nói Dở không, tu sĩ Dược Thiên Tôn dù là chúng ta cũng không thể mạnh mẽ yêu cầu Tất cả đều phải xem lựa chọn của hắn mà Không phải là ngươi xem trọng hắn thì hắn phải đi theo ngươi đâu Hơn nữa hắn giờ phút này còn đang muốn xông lên tầng thứ 12 Một khi hắn vượt qua thì hắn có thể so với Minh Đạo Tôn năm đó rồi Nhân vật như vậy thì đừng nói là ta với ngươi Dù là lão già cửu đế Đại Thiên Tôn cũng không chừng sẽ động tâm nữa kìa Còn cái vị tiên hoàng kia năm đó không biết là hắn cho Minh Đạo Tôn những gì Mà lại mời chào được hắn nữa kìa Đạo nhất đại thiên tôn mỉm cười, lắc đầu truyền thần niệm ra. Trong lúc thần niệm của hai người đang trao đổi, thì lúc này Vương Lâm trên bầu trời hít sâu một hơi, cất bước đi vào bên trong đại điện tầng thứ 12 kia. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào bên trong, Đạo nhất và Võ Phong ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên. Tất cả tu sĩ bốn phía thiên tôn cũng vậy, dược thiên tôn cũng đều như vậy. Chỉ là cảnh tượng này khiến cho mấy người bên ngoài thiên tôn niết nhìn mà có ý nghĩ bất đồng. Nam tử trung niên tại tử dương tông khổ sở, nhìn chiếc gương trước mặt, thở dài một tiếng. Ôi, người đại sao lại xông qua được tầng thứ 11 chứ? Tầng thứ 11 thì thôi đi, nhưng mà tầng thứ 12 là hàng dẫn lần không nên vượt qua. Một khi mà hắn vượt qua đội, thì trả lấy cái gì mới có thể mời nổi hắn được chứ? Sợ là lập tức hắn sẽ bị cửu đế đại thiên tung và tiên hoàng dùng mỗi cách lung lạc. người ca đạo nhất và võ phong đại thiên tung cũng rất khó có thể vượt qua được hai người kia. Đáng tiếc nếu là sông thử đại thiên tôn của tử dương trong ta Một lần chuyển thế kia không có chuyện bất ngờ xảy ra Thì cũng có thể đối với cửu đế đại thiên tôn và tiên hoàng một lần rồi Tu sĩ trung niên này khổ sở thở dài Sắp từ bỏ ý định mời chào Thì vào lúc này cánh cửa văn phòng đá bị một người đá văng ra Một cô bé mặc y phục màu đỏ chạy vào Tiểu cô nhai, ngươi làm cái gì mà còn nhìn tấm gương nát đó vậy Không mau đi giúp ta và hàm hàm thu thập tiểu lan kia Tiểu Lan ngày hôm nay rất không nghe lời Ta hôm nay muốn giáo huấn hắn thật sâu mới được. Tiểu tổ tông! Tu sĩ trung niên nọ trông như muốn khóc, đang muốn nói chuyện. Hả? Người trong tấm gương nát này, trông hơi quen quen. Cô bé mặc y phục màu đỏ nhìn vào gương, đôi mày thanh tú nhíu lại, giống như đang suy tư. Ôi, tiểu tổ tông à, người đương nhiên là quen rồi, đó là võ phong đại thiên tôn và đạo nhất đại thiên tôn mà. Tu sĩ trung niên vừa thở dài, lại vừa quyết định từ bỏ ý định mời chào. Ôi, đi thôi, tiểu tổ thông nào, Ta giúp người thu thập cái, cái tên kia. Tu sĩ trung niên than thầm, trong lòng lại càng thấy thương thay cho tu sĩ tên là Tham Lan kia. Không phải đâu, không phải là mấy người kia, là người này nè. Cô bé kia giơ tay phải chỉ vào một cái thương ảnh trong gương, thương ảnh này chuyển động, chính là Vương Lâm vừa bước vào tầng thứ 12. Hả, hắn đi vào đại điện rồi, ta nhớ lại xem. Cô bé kia suy tư trong chốc lát, đột nhiên hai mắt sáng người, Hắn tên là Dương Lâm, ta nhớ ra rồi, khi ta tìm được Tiểu Lan cũng đã nhìn thấy hắn. Ta nhớ rõ lúc đó ta và Hàm Hàm còn giúp hắn một lần, hơn nữa Hàm Hàm hình như trước đó còn gặp hắn rồi. Lúc trước ngươi nói là muốn mời hắn sao, được lắm đó, ta và Hàm Hàm cùng đi với ngươi. Cô bé kia trừng mắt nhìn, vỗ tay cười nói. Nam tử trung niên kia ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cô bé này. Hồi lâu sau, thân sắc liền trở nên kích động. Tiểu, tiểu tổ tông, người xác định là các người trước kia đã biết hắn, lại còn cứu hắn hả? Tiểu cô nhai, lỗ tai nghe có vấn đề, không nghe rõ sao? Cô bé kia nhướng mày, nhìn nam tử trung niên đang kích động, giọng nói có vẻ già cả. Không hổ là sông tử đại thiên tôn, sớm đã đoán được biến hóa này, dĩ nhiên lại từng cứu người này, có từng quan hệ này rồi, nói không chừng lại có thể mời chào được hắn. Tu sĩ trung niên kia kích động cười ha hả, thân sắc sung sướng, giống như khuôn mặt lúc này cũng phát sáng, càng không quên vuốt mông ngựa tiểu tổ tông của hắn, Cô bé kia nghe nói như vậy Lập tức mặt mày hứng hở Thân sắc lụ ra vẻ đắc ý Cho ngươi biết tiểu cô nhai không nghe lời Đã thấy sự lợi hại của ta và hàm hàm chưa Thấy tầm mắt của chúng ta chưa Những người lúc trước bỏ đi Ta đã nói là không cần để ý tới bọn họ mà ngươi không nghe Sông tử đại thiên tôn ta Không cần miễn cử người khác Sự tính toán của bọn ta Thì bọn hắn làm sao có thể biết được chứ Cô bé con này càng nói càng đắc ý Khóe miệng vênh lên Sự nhìn sao trong động của sông tử đại thiên tôn Cô nhai bội phục tu sĩ trung niên kia cười nói ánh mắt nhìn cô bé trước mặt mang theo vẻ hiền từ gã tuy tu vi không bằng nhưng mà sau khi sông tử đại thiên tôn chuyển thế xảy ra chuyện ngoài ý muốn tất cả mọi người rời đi gã lựa chọn ở lại chăm sóc cho hai cô bé này cho tới ngày hôm nay tất cả chỉ vì ân tình của sông tử đại thiên tôn vào thời kỳ toàn thịnh năm xưa đối với gã năm đó gã chỉ là một trong số rất nhiều thiên tôn dưới trướng sông tử đại thiên tôn nhưng lúc này lại là duy nhất Trữ Dương Tông đang cười nói vui vẻ thì ở đế sơn tại Trung Châu, cựu đế Đại Thiên Tôn vốn đang nằm ở oải phơi nắng, lúc này lại mở to mắt nhìn chiếc lá thu. Lại có thể vượt qua tầng 11 rồi, xong tới tầng 12, kẻ này, kẻ này cũng có thể xem như là một người khá mạnh mà ta có thể miễn cưỡng mời chào. Nhưng hải tưởng đang ở đó rồi, ta nếu đi tới thì lại không phù hợp với lời nói lúc trước của ta thì phải. Ngoài miệng lão già này nói như vậy, nhưng hai mắt thì lại nhìn không chớp vào bên trong chiếc lá thu Thôi không phải chỉ là tầng thứ 11 thôi sao Người này còn sao mới bằng được Minh Đạo Tôn Lão già này lắc đầu Nhắm mắt không nhìn tới nữa Nhưng mà nửa ngày sau lại mở mắt liếc nhìn một chiếc lá thu kia Rốt cuộc là có thể vượt qua hay không Cũng ở Trung Châu Trong hoàng thành tại đế đô Trong cung điện xa hoa kia Minh Đạo Tôn mà h y đang nhìn chầm chầm Vào trong hình ảnh hư ảo trên đại điện Đôi mắt dần nhíu lại Một nhịp thở có thể giết được hắn sao một giọng nói bình tĩnh vang vọng trong đại điện. Minh Đậu Tung trầm mặt, nửa ngày sau mới mở miệng. Một nhịp thở vẫn có thể. Tiếng cười vang lên, giọng nói kia lại truyền tới một lần nữa. <laughs> hắn không xông qua tầng thứ 12 được đâu. Thiên ngưu hùng khải của hắn ở tầng 12 sẽ gặp phải thiên ngưu. Người này cứ để cho người khác chém giết tranh giành đi. Bốn hoàng không có hứng thú, Chẳng qua ngay lúc lời nói này đang vang vụng trong đại điện, còn chưa nói xong thì đột nhiên một tiếng loạt xoạt vang lên. Chỉ thấy trên lông ỉ của đại điện bất ngờ xuất hiện gợn sống. Một người trung niên mặc kim bào, đầu đổi vương miệng, tướng mạo rất giống tiên tổ, trực tiếp huyển hóa ra. Giờ phút này hai mắt của gã lộ ra một tia khiếp sợ, nhìn hình ảnh hư ảo trong đại điện. Chỉ thấy đại điện tầng thứ 12 trong hình ảnh hư ảo kia âm âm bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang này rõ ràng đang từ thiên tôn niết khuếch tán ra, nhưng giờ phút này lại xuyên thấu tất cả hư vô từ trong hình ảnh hư ảo trong đại điện lan ra bao phủ cả đại điện hắn xông qua tầng thứ 12 rồi nam tử trung niên mặc kim bào giống như là hơi bất ngờ minh đạo tuôn mà hát y bên cạnh của gã cả người lập tức tỏa ra sát khí kinh thiên gã nhìn chằm chằm vào cái tấm màn hư ảo nọ ánh mắt lộ ra hàng ý ngập trời gã hiểu rõ đối phương xông qua tầng thứ 12 là giống mình năm xưa nhất định sẽ được vạn người chú ý bị tất cả các đại thiên tôn cực lực tranh giành, có thể lựa chọn rất nhiều điều kiện tốt, làm cho tu vi của mình càng mạnh. Hành động xông qua tầng thứ 12 này lại càng khiến cho mọi người khi nhắc tới gã thì cũng kèm theo sẽ nhắc đến vương lâm này. Loại chuyện này đối với người luôn được coi là để nhất trong dược thiên tôn như gã rất không thoải mái. Chỉ là tầng thứ 12 mà thôi, trên đại địa của tiên tộc cũng có mấy người làm được điểm này, giết hắn vẫn chỉ cần một nhịp thở mà thôi. Minh Đậu Tôn Mã Y trầm mặt trong chốc lát, chậm rãi mở miệng. Nhưng nam tử trung niên mặc kim bào này lại nhìn chầm chầm vào tấm mạng hư ảo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cùng lúc này trên đế sơn, lão già đứng phát dậy, hai mắt lụ ra ánh sáng kỳ dị, nhưng do dự một chút lại chậm rãi ngồi xuống. Ta lúc trước gặp hắn một lần rồi, người này trên người có thiên ngưu hùng khải, lấy lực lượng của hùng khải xông qua tầng thứ 12 thì vẫn không thể so sánh với mình đạo tôn, trừ phi hắn có thể mặc hùng khải xông qua tầng thứ 13 nếu không thì cũng chỉ là một dược thiên tôn tầm thường mà thôi Lão già trầm ngâm một lúc Sau khi ngồi xuống lại nhắm mắt lại Hồi, Chỉ là gân gà Thực sự là gân gà mà Mời chào hay không đây Hẳn hẳn là không thể xong qua tầng thứ 13 Phóng chừng bỏ cuộc thôi Hả? À? Lão già nọ lập tức mở bừng đôi mắt Chỉ thấy trong tấm lá thu Trong kim quang của đại điện tầng thứ 12 Vương làm toàn thân tràn ngập một luồng hơi nước vô hình giống như áp sát thân thể của hắn, hình thành một luồng uy áp mà dù ở trong chiếc lá thu này cũng có thể cảm nhận được. Cẩn Ngay lúc lão già này nhìn thấy gần nước bên ngoài thân thể của Vương Lâm, thì lão lập tức thấy thân thể Vương Lâm nhoáng một cái, không ngờ không bỏ cuộc mà lao thẳng lên tầng thứ 13. Trong nháy mắt thường ảnh hắn biến mất trong sương mù, nhằm về phía đại điện tầng 13. Cảnh tượng này khiến cho Minh Đạo tuôn mà HI y trong hoàng cung nơi Trung Châu không khỏi hư lạnh một tiếng sát khí trong mắt lóe lên. Thiên Hoàng đã muốn tới Thiên Tung niết một chuyến, xông lên tầng thứ 16. Toàn bộ Thiên Tung và Dực Thiên Tung cũng như năm đại Thiên Tung của tiên tộc lúc này đều bị hành động điên cuồng của Vương Lâm trong Thiên Tung niết hấp dẫn sự chú ý. Loại chuyện này rất ít khi xuất hiện tại tiên tộc, chỉ có Minh Đậu Tung năm đó mới thu hút được sự chú ý tới như vậy. Nhưng lúc này hào quang không còn vĩnh viễn thuộc về Minh Đậu Tung nữa mà đã bị phân tán ra một phần, bao phủ bên ngoài thân thể Vương Lâm, từ đó về sau, cả đại địa của tiên tục, thậm chí trong lịch sử của tiên tục, cái tên Vương Lâm sẽ tỏa sáng giống như ánh sáng của Ngân Hà, lấp lánh vô tận cũng được mọi người biết tới. Thậm chí không lâu sau này, có lẽ cả người cổ tộc cũng rất có thể nghe nói tới chuyện này. Dược Thiên Tôn thứ 49 của tiên tộc lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn đã xông qua tầng thứ 11, tầng thứ 12, lúc này chuẩn bị xông lên tầng thứ 13. Cửu đế Đại Thiên Tôn trên đế sơn lúc này hai mắt không còn vẻ uể oải mà nhìn chằm chằm vào phiến lá thu trước người thân sắc của lão lúc này cực kỳ ngưng trọng không còn chút vẻ lười nhác như trước nữa lão hiểu rõ người có thể xông qua tầng thứ 13 dù có mặt hùng khải thì cũng đủ để nói lên một sự thật người này không phải là kẻ yếu còn vị tiên hoàng đã hiển lộ ra thương ảnh đang ngồi trong hoàng cung tại trung châu lúc này ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị vừa trầm tư vừa nhìn hình ảnh vương lâm tiến vào tầng thứ 13 hiện lên trong tấm màn hư huyễn ở bên cạnh của gã, Minh Đạo Tôn lúc này đã khoanh chân ngồi xuống, thần thức ngưng tụ tại thiên linh, chuẩn bị đi tới thiên tung niết. Lúc này ở thiên tung niết, đạo nhất đại thiên tung hơi nhíu mày, thầm than một tiếng. Gã biết lúc này Vương Lâm sợ rằng đã gây nên một sóng gió rồi. Tu sĩ như vậy thì dù là đại thiên tôn tự mình mời chào cũng phải trả giá không nhỏ. Nhưng cái giá dù có lớn đi nữa thì người này ngày sau có thể trở thành đại thiên tôn. Như vậy tất cả nỗ lực lúc trước đều sẽ hóa thành thiện duyên thu được hồi báo rất sâu nặng có một đạo hữu là đại thiên tôn lại có quan hệ trước đó đối với bất cứ đại thiên tôn nào cũng giúp địa vị của họ được nâng lên rất nhiều võ phùng đại thiên tôn ở bên cạnh cũng thầm than gã có thể tính được là vương lâm lúc này ngoài sông tử đại thiên tôn ra thì sắp sửa bị bốn đại thiên tôn tranh đoạt trừ phi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn trong thiên tôn niết lúc này hoàn toàn yên tĩnh đám tu sĩ thiên tung trầm mặt nhìn bầu trời trong một ngày này bọn họ đã cảm nhận được sự chênh lệch của bọn họ và vương lâm từ tầng thứ năm hắn đã xông lên tới tầng thứ 12 rồi thậm chí hồi tưởng lại lúc vương lâm xông lên tầng thứ năm trong lòng bọn họ còn nổi lên suy nghĩ đúng thật là đáng buồn cười tu vi thiên tung của bọn họ vốn không có tư cách mà bình luận một tu sĩ dược thiên tung đã vượt qua tầng thứ 12. lúc này đối với thương ảnh trên bầu trời bọn họ chỉ còn lại sự ngưỡng mộ dù là đám người tuyết vũ cũng trầm mặt vẻ phức tạp trong thượng sắc cũng bước đi rất nhiều dù sao chênh lệch quá lớn cũng đủ để đánh tan mọi tâm tư năm đó minh đạo tôn cũng dừng lại ở tầng thứ 13 không biết người này có thể vượt qua được hay không không nếu mà vượt qua được tầng thứ 13 này thì đã hoàn toàn áp đảo minh đạo tôn năm xưa trở thành đệ nhất trong đám vượt thiên tôn dù là hiện tại còn không bằng minh đạo tôn hiện tại đã vượt qua tầng thứ 15 nhưng cũng kém không xa nữa rồi tử dịch dược thiên tôn lúc này sắc mặt tái nhợt Đối với cảnh tượng tận mắt thấy này, gã mặc dù biết mình hẳn là không còn gì để nói nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà thường sắc phức tạp. Tầng 13, hắn tuyệt không thể vượt qua. Lúc này Dược Thiên Tôn đến nơi đây, trừ đám người tuyết vũ và tử dịch Dược Thiên Tôn ra, còn có hơn 20 người. Bọn họ đều ngẩn đầu nhìn trời, chứng kiến giờ phút trọng đại này. Không biết hắn có thể xông qua tầng thứ 13 hay không đây? Trong các vượt thiên tôn của tiên tộc ta Người dùng lễ tầng thứ 13 này Tính cả tài di tôn là chính người Dù Dương Lâm không xông qua được tầng thứ 13 này Nhưng lúc này cũng đã thuộc nhóm 10 người Đứng đầu trong vượt thiên tôn rồi 13 tầng hắn hẳn là không thể xông qua đâu Hắn cuối cùng phải có cực hạn chứ Những vượt thiên tôn này Đang truyền thần niệm nói chuyện Với những người mình giao hảo Nhìn đại điện tầng thứ 13 bị sương mù che phủ trên bầu trời Trong đại điện tầng thứ 13 sắc mặt Vương Lâm tái nhật trong tích tắc khi cước bước đi vào, trước mắt liền xuất hiện không gian hư vô. Bốn phía vẫn tràn ngập vũ khí như trước, sương mù dày đặc cuồn cuộn, so với hai tầng trước còn nồng đậm hơn. Ở trong sương mù này, Vương Lâm trầm mặt. Tầng thứ 12, trong chính sinh linh thiên ngoại lại xuất hiện thiên ngưu. Có thể vượt qua tầng thứ 12, ta có thể cảm giác đó đã là cực hạn khi ta mặc dầu hùng khải rồi. Hùng khải dù sao cũng không phải là vật dạng năng, đâu có thể đề cao thu vi của ta, có thể gia tăng chiến lược của ta, nhưng theo tu duy của ta ngày càng cao Tác dụng của nó cũng dần dần bị giảm bớt Dù sao thì tối đa nó cũng chỉ giúp ta tiếp cận thiên ngưu mà thôi Nhưng loại tiếp cận này trên thực tế vẫn còn chênh lệch. Cũng may mà ở tầng 11 ta học được cực hỏa đạo Ở tầng 12 này ta lại cảm ngộ được cực thủy đạo Đây là bát cực đạo mà tiên tổ được truyền thừa từ thái cổ thượng cảnh Lúc này ta đã nắm được hai loại rồi Tầng thứ 13 này ta vẫn có thể vượt qua Vương Lâm nhìn sương mù dày đặc này Ánh mắt lụ ra vẻ trầm ngâm thế nào là đạo? khi hắn đang trầm ngâm thì trong sương mù truyền ra tiếng nói giống hệt như hai tuần trước. tiếng nói này vang vọng mang thâu uy áp vô thượng. trong tiếng nói vang vọng này, ánh mắt vương lâm dần dần bình tĩnh lại. vấn đề này hắn đã trả lời hai lần, mỗi lần đều không giống nhau. lần đầu tiên hắn nói sinh tử là đạo, lần thứ hai hắn nói nhân quả là đạo. đây là lần thứ ba, vương lâm hiểu rõ lúc này chân giả là đạo. Loại khảo nghiệm về cảm ngộ đối với đạo này có lẽ đối với người khác mà nói có độ khó nhất định. Nhưng theo Vương Lâm thấy thì đều là những thứ mà hắn đã suy tư từ khi ở động phủ giới rồi. Một lần hành động, thiên hạ chứng kinh. Ta hẳn là đã miễn cưỡng đạt được rồi. Xung qua tầng thứ 13 này xong, lúc đó ta sẽ dừng lại. Dựa vào việc này, dù Đại Thiên Tôn có nhận ra ta mặt hùng khải, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Vương Lâm trầm ngâm quyết định mọi việc sinh tử là dây thừng nối liền lại tạo thành một vòng tròn đó là nhân quả đó cũng là đạo người có mộng chướng không phân rõ lúc nào tỉnh mộng lúc nào là đang ngủ say mộng chướng ngăn trở chúng sinh thấy rõ thiên địa chìm đắm không thể tự giải thoát vì vậy lực lượng phát ra từ mộng chướng là chân giả cũng chính là đạo trong khi giọng nói kia vẫn vang vọng đầu óc Vương lâm hoàn toàn tỉnh táo hắn nhớ tới lần đầu tiên mình mộng đạo tại chu thức tinh chậm rãi trả lời khi lời nói của hắn thốt lên, sương mù dày đặc che phủ phía trước chợt tiêu tán hiện ra tinh không. Thời gian trôi qua, mọi người ở thiên tôn niết sau một nén nhăn, ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 13 trên bầu trời, dần dần hiện lên vẻ tiếc hận và sốt ruột. Thời gian lần này so với lần hắn ở tầng thứ 12 đã nhiều hơn không ít rồi, có thể thấy hắn khó có thể vượt qua được tầng thứ 13 này rồi à. nha. xem ra hắn thật sự phải dừng ở tầng thứ 13 này, dù sao hắn cũng có cực hạn mà. Không sai, lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn liền có thể thành một trong thập cường của Dược Thiên Tôn Người này thanh danh đã gian dội rồi Đáng tiếc là nếu hắn có thể xông qua tầng thứ 13 Thì có thể giống như là Minh Đạo Tôn Trở thành một trong ba Dược Thiên Tôn cực mạnh của tiên tộc ta rồi Hắn dù sao cũng không thể vượt qua được Minh Đạo Tôn Những tu sĩ Dược Thiên Tôn nơi này Truyền đi thường niệm hoặc thiết hận Hoặc thở phào nhẹ nhõm Cực hạn rồi sao Đạo nhất Thiên Tôn nhìn lên bầu trời hơi yên tâm một chút nếu không xông qua được thần thứ 13 Thì gã dễ dàng mời chào hơn Trong lúc mọi người đang suy đoán Rằng Vương Lâm sẽ dừng lại ở tầng thứ 13 Thì đột nhiên trong truyện tống trận Cổ xưa xa xa tỏa ra ánh sáng vận chuyển Thì sáng này lóe lên Trong đó ngưng tụ một thân ảnh Sau khi ánh sáng tiêu tán Hiện ra trước mắt mọi người là một thanh niên mặc hắc y Sự xuất hiện của gã Khiến cho mọi người nơi này chấn động Cũng khiến cho những người nhìn thấy gã chấn động tâm thần Người này xuất hiện Tại thiên tung niết tạo nên một cơn sóng gió. Minh Đạo Tôn Ủa, Không chính là Minh Đạo Tôn á Ngay cả hắn cũng tới Nếu mà Vương Lâm không xong qua được tầng thứ 13 thì thôi Nếu thật sự xông qua được á, Thì không biết vẻ mặt của Minh Đạo Tôn sẽ ra làm sao á. Đám thiên tôn tu tù sĩ này Cũng không phải đều đã gặp Minh Đạo Tôn Nhưng chuyện âm đi khiến tất cả mọi người Đều biết Minh Đạo Tôn là ai Ánh mắt nhìn về phía Minh Đạo Tôn Có tung kính nhưng lại cũng mang theo vẻ chờ mông Bọn họ chờ mông Sau khi Vương Lâm hiện thân Trong nháy mắt khi ánh mắt hai người nhìn nhau sẽ phát sinh chuyện gì đệ nhất cường giả trong dược thiên tôn đệ nhất nhân dưới đại thiên tôn minh đạo tôn này lại tới đây việc này đúng là thú vị rõ ràng là minh đạo tôn cũng không thể ngưng thần tỉnh khí dù sao Dương lâm hôm nay đã cho thấy hắn có thể vượt qua minh đạo tôn hắn nếu không đến thì ngược lại khiến người ta cảm thấy không hợp lý minh đạo tôn này trước giờ vẫn luôn cao ngạo rất đầu chưa có ai khiêu chiến với hắn dù là tài di tôn cũng đã hoàn toàn bị minh đạo tôn áp chế hiểu rõ minh đạo tôn chỉ có tu sĩ dược thiên tôn lúc này thần sắc bọn họ bất động ánh mắt đảo qua nội tâm cũng tràn ngập chờ mong. minh hữu ra mắt đảo nhất đại thiên tôn võ phong đại thiên tôn Thường sắc thanh niên áo đen lạnh lùng không nhìn đám diệt thiên tôn nơi này một chút nào mà hướng về phía đảo nhất đại thiên tôn và võ phong đại thiên tôn ôm quyền cúi chào võ phong nhìn minh đạo tôn trong lòng thầm than người này năm đó gã đã đưa ra vô số điều kiện tốt nhưng đối phương lại lựa chọn tiên hoàng đang muốn mở miệng đột nhiên võ phong đại thiên tôn ngẩn phát đầu lên không chỉ có gã tất cả mọi người nơi này tâm thần chấn động, không để ý tới Minh Đạo Tôn mà đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên bầu trời, đại điện tầng thứ 13 bị mây mù che phủ, lúc này bất ngờ bộc phát ra kim quang. Kim quang bùng lên khiến mây mù hoàn toàn biến thành màu vàng kim, khiến cho bầu trời trong nháy mắt biến thành sắc vàng. Hắn xong qua tầng thứ 13 rồi. Môn đạo tôn thuốc kia khi vừa trở thành vụ thiên tôn, lần đầu xông lên phải dùng ở tầng thứ 13 hôm nay Vương lâm xông qua được rõ ràng đã vượt qua minh đậu tôn năm xưa rồi thanh niên hắc y minh đậu tôn lúc này con ngươi coi rút lại nhìn chằm chằm lên bầu trời thần sắc hơi âm trầm giờ phút này cả thiên tôn niết giống như sôi trào tu sĩ thiên tôn đối với việc vương lâm có thể xông qua tầng thứ 13 cực kỳ khiếp sợ bọn họ vốn đã đánh giá hắn rất cao nhưng không ngờ vẫn hoàn toàn sai lầm Trận thứ 13, Vương Lâm này rốt cuộc có bao nhiêu chiến lực vậy? Hắn chẳng lẽ ngày hôm nay muốn liên tục xông lên tầng thứ 19 hay sao vậy? ngựa này hôm nay trong vòng một ngày có thể nói là đã khiến thiên hạ chấn kinh ánh mắt đám tu sĩ dược thiên tung nhìn về bầu trời ẩn chứa vẻ rung động bọn họ có đủ lý do để khiếp sợ biểu hiện hôm nay của vương lâm hầu như trong nháy mắt khi tầng thứ 13 này tỏa ra kim quang một lát sau hơn phần nửa ánh mắt của mọi người nơi này bỗng nhiên đồng thời ngưng tụ về phía minh đạo tung vương lâm có thể xông qua tầng thứ 13 vô hình trung giống như là khiêu chiến khiêu chiến với minh đạo tung Bình đậu tung nhìn bầu trời, thường sắc bình tĩnh, nhưng thân thể lại có hàng khí tỏa ra, hình thành một cơn lốc ngưng tụ trong cơ thể. Hàng khí này khuếch tán ra, khiến tiếng xung sao bốn phía chợt yên tĩnh lại. Trên bầu trời, bên ngoài từng cung điện thứ 13, thường ảnh vương lâm biến ảo ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thân thể sau khi xuất hiện liền không xông lên tầng thứ 14 nữa mà từ từ hạ xuống. Hắn hạ xuống khiến bốn phía yên tĩnh, tất cả tu sĩ đều nhìn lại không xông lên nữa sao trong sự yên tĩnh này trong lúc vương lâm hạ xuống một giọng nói lạnh như băng bất ngờ chậm rãi từ trong miệng minh đạo tung truyền ra trong nháy mắt khi âm thanh này vang vọng trong thiên tôn niết tất cả tu sĩ nghe thấy tâm thần đều chấn động ánh mắt đều lộ ra ánh sáng kỳ dị mơ hồ chờ mong bọn họ có thể cảm nhận được tiếp theo đây nhất định sẽ là bảo tú đạo nhất đại thiên tôn thường sắc bình thản không mở miệng nói gì võ phong đại thiên tôn bên cạnh hắn mỉm cười coi như không nghe thấy nhìn hai dược thiên tôn cực kỳ ưu tú của tiên tộc một chút, thử xem tiếp theo sẽ như thế nào. Cảnh tượng này đối với tu sĩ bốn phía còn hấp dẫn hơn là lúc Vương Lâm xông lên thiên tung niết nữa. Thậm chí ở bên ngoài thiên tung niết, trên đại lục của tiên tộc, những người nhìn thấy cảnh tượng này cũng nổi lên hứng thú nồng đậm. Cửu đế đại thiên tung trên đế sơn nhìn phiến lá thu, hai mắt lấp lánh ánh sáng. Có thể xông qua tầng thứ 13, người này đang để mời chào. Ở lúc này Minh Đạo Tông nấu năng bức người, thú vị không biết trung Lâm này phục hồi ra sao hả? Nhìn bộ dáng của hắn thì tầng thứ 13 cũng không dễ dàng vượt qua. Hả? Nhưng mà dù là như vậy thì danh tiếng của hắn cũng đã kinh thiên động để rồi. Trong hoàng cung tại Trung Châu, thiên hoàng ngồi trên lông ỉ nhìn tấm mạng hư ảo phía trước, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười. Chỉ xong qua tầng thứ 13 còn chưa đáng kể. Chính cách minh đạo cao ngạo không cho phép trong đám dược thiên tôn của người vượt qua hắn dù chỉ là người lần đầu trở thành dược thiên tôn Cũng không cho phép xuất hiện người ưu tú hơn Tính cách này giống không tốt Nhưng hắn lại có thể đưa tính xấu này Dung hợp vào trong tu hành Thì ta cũng không để ý Thôi vậy, để minh đạo tôn giáo huấn dương lâm này một chút vậy Để cho hắn biết Dù hắn xông qua được tầng thứ 13 của thiên tôn niết Thì đến hoàn thành của ta cũng phải cúi đầu Đông Châu, Tử Dương Tông Tu sĩ trung niên nhìn tấm gương trước mặt Đôi mày nhíu lại, Mân đạo, người này hư quá phận rồi Làm trò trước mặt tất cả tu sĩ thiên tôn Dùng ngữ khí đó để nói chuyện Rõ ràng là ẩn chứa sự khinh miệt mà Trong thiên tôn niết Vương Lâm thân thể đã hạ xuống tầng thứ 9 Đột nhiên sững lại Nhìn thanh niên mã hắc y ở phía không xa Đang lạnh lùng nhìn mình Người là ai? Vương Lâm chậm rãi mở miệng Hắn hiển nhiên nhận ra địch ý của đối phương Minh Đạo thường sắc thanh niên mà áo đen lạnh như băng Ẩn chứa vẻ cao ngạo ta đang hỏi ngươi sao lại không xông tới nữa vương lâm nhướng mày hơi trầm ngâm liền đoán ra vì sao đối phương lại như vậy hiển nhiên là vì mình xông qua tầng thứ 13 đã vượt qua người này năm xưa tu gì đã tới dược thiên tôn chứ ít người có tính cách giống kẻ này vương lâm nhịn minh đạo tôn một cái hai mắt âm thầm lóe lên lấy cao ngạo nhập đạo tâm cao khí ngạo mà tu hành không cho phép người khác hơn mình nửa điểm ý cao ngạo ngày càng tràn ngập tâm thượng khó trách hắn có thể trở thành đệ nhất trong dược thiên tôn Người này rất có khả năng không khỏi thế sự Toàn tâm toàn ý dung nhập vào đạo cao ngạo Vương Lâm mỉm cười Không để ý tới thanh niên mà hắc y này nữa Mà thân thể nhoáng lên Hóa thành một đạo cầu vùng Bay về phía chủ võ phong đại thiên tung ở xa xa Dương Lâm ra mắt hai vị đại thiên tung Lần này xông qua thiên tung đi tới đây Tại hạ còn có chuyện quan trọng Vì vậy phải rời đi Vừa nói với võ phong đại thiên tung Vương Lâm hoàn toàn không nhìn về phía minh đạo tung Lại ôm quyền vái võ phong đại thiên tung Và đạo nhất đại thiên tung một vái có thể xung qua tầng thứ 13 Đã thuộc nhóm đỉnh phong của Diệp Thiên Tôn Trong thiên tộc ta Vương Lâm, ta sẽ đi tìm ngươi Võ phong đại thiên tôn mỉm cười Hướng về phía Vương Lâm hơi gật đầu Viên <laughs> tiểu hữu nè Ngươi vẫn nhớ ước định năm đó chứ Như vậy bổn tôn cũng sẽ đi tìm ngươi Điều kiện cụ thể thì để lúc gặp mặt rồi bạn bạc nha Đạo nhất đại thiên tôn mỉm cười Ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng Vương Lâm hướng về phía đạo nhất đại thiên tôn Và võ phong đại thiên tôn ôm quyền một lần nữa không nhìn Minh Đậu Tung mà bay thẳng về phía truyền thống trận cổ xưa ở xa xa, định rời khỏi nơi này. Hắn cảm thấy mình đã khiến thiên hạ chứng kinh đạt được mục đích rồi, mà tầng thứ 13 kia hắn nếu không dùng một chút lực lượng của phân thân trong hư vô, chỉ dựa vào hùng khái thì không thể thành công xông qua tầng này. Cho nên tới giờ phút này hắn mới có ý định ngừng lại. Tầng thứ 13 cũng đủ để khiến Đại Thiên Tôn rất coi trọng rồi. Đối với hành động của Vương Lâm, tu sĩ bốn phía ánh mắt nhìn theo, trong lòng cũng hơi thất vọng Xem ra Dương Lâm này cũng không dám trọng vào Minh Đạo Tôn rồi đây là hắn tự biết thân biết phận Dù sao thì hắn cũng mới chỉ xong qua tầng thứ 13 Còn Minh Đạo Tôn đã xong qua tầng thứ 15 rồi Là để nhất trong vụ thiên tôn rồi Chẳng qua Minh Đạo Tôn này đúng là chỉ biết gây sự Giọng điệu vừa rồi giống như chất vấn vậy Tại sao lại gây sự chứ Trong tu sĩ chúng ta Minh Đạo Tôn là cường giả mạnh nhất dưới đại thiên tôn Đúng nên là vậy Ngược lại Dương Lâm này cũng không thèm quan tâm gì hết Cũng hơi cuồng ngạo nha tiếng nghị luận bốn phía không còn dùng thường niệm truyền ra nữa mà ào ào vang lên họ cố ý như vậy càng ngày tiếng bàn luận lại càng cao dù vương lâm đã đi tới truyền tống trận xa xa kia cũng nghe được một chút vương lâm nhướng mày quay đầu lại nhìn đám tu sĩ phía sau dưới ánh mắt của hắn tiếng bàn luận chợt im bặt xoay người không để ý tới đám người này nữa vương lâm đang muốn thông qua truyền tống trận rời khỏi thiên tôn niếc này nhưng vào lúc này lại có người không muốn hắn rời đi như vậy cứ như vậy mà đi sao Bốn tung đã liên tục hỏi ngươi hai lần rồi đó Trên bầu trời truyền tới giọng nói lạnh như băng Thanh niên minh đậu Tung mã H. y Lại lạnh lùng nói Bước chân vương lâm sững lại hơi trầm ngâm Xoay người nhìn về phía minh đậu Tung Không sai Dương lâm ta không xông tới nữa Muốn rời đi đó Ngươi có chuyện gì sao Không có chuyện gì Chỉ là muốn ngươi xông lên tầng thứ 14 một lần Sau khi ngươi thất bại có thể rời đi Thanh niên mã H. y kia chậm rãi mở miệng Thần sắc cao ngạo vương Lâm nghe như vậy đột nhiên buồn cười không để ý tới thanh niên minh đạo tôn nọ mà thân thể nhón lên truyền tống trận dưới chân đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhưng lúc này trong mắt minh đạo tôn chực lóe lên sát khí làm căn gã vừa nói vừa giơ tay phải lên bỗng nhiên hướng về phía truyền tống trận điểm ra một chỉ một chỉ này khiến cho thiên tôn niết chấn động một ngón tay khổng lồ biến ảo ra trong thiên địa bay thẳng về phía truyền tống trận trong thiên tôn niết cấm tranh đấu đây đã là quy định trường tùng từ vạn cổ nhưng lúc này Minh Đạo Tôn lại không thèm để ý tới quy định chút nào, trực tiếp ra tay. Hết tập 397 của bộ truyện tiên nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.